kính chào quý khán thính giả của bộ đề phật quốc tv rất vui mừng được chào đón quý vị đến với chương trình viện phật học bộ đề phật quốc hôm nay có gì Kính thưa quý vị, vào thứ sáu tuần qua, học viên lớp cao đẳng được Thầy Huyền Châu giảng câu sát luận tập 1. Sau đó, cô Tâm Nhật giảng kinh Lăng Nghiêm Yếu Lược kính mời quý vị cùng lắng nghe tóm lược nội dung các bài giảng sau đây. Trong giờ học câu sát luận tập 1, Thầy Huyền Châu giải thích về đồng phần thuộc chương tâm bất tương ưng hành. Theo quan điểm của hữu bộ, cho biết chúng đồng phần là sự đồng đẳng của các hữu tình trong cùng một giới hạn. Chúng là thực thể riêng biệt nhưng có chung các đặc tính tương tự nhau, còn gọi là không dị biệt. Còn dị biệt là các hữu tình có đồng phần riêng biệt, tùy vào ba cõi, chín địa, năm đường, bốn loại sinh, vân vân. Vì tính chất cá biệt của chủng loại này với chủng loại khác, như cõi dục giới không giống như cõi trời, như đồng khác với tịnh. Pháp đồng thuần tùy thuộc vào uẩn, xứ và giới. Như sắc uẩn thì vô thường biến dịch, chắc chắn luôn thay đổi, Họ thì cảm xúc vô hình, tưởng thì nắm bắt tín hiệu và đặt cho một danh tự, khiến cho có phân biệt, vân vân. Nếu tất cả chúng không có sắc thái riêng biệt thì chúng ta thật khó mà phân định cái khác giữa chúng đồng phần và lại chẳng thể biết được khái niệm. Chính vì nhờ đặc tính đồng phần mới nổi bật tính tổng quan cùng với sự khác biệt. Luận văn nêu lên bốn lựa chọn cho trường hợp khi chết đi rồi tái sinh, không xả, không đắc đồng phần của hữu tình một là chết nơi ấy và xin trở lại nơi ấy nên không thêm cũng không bỏ đi những gì tại nơi đó. Hai là khi nhập vào địa vị chánh tánh ly xanh, xả đồng phần dị sinh, đắc đồng phần của thánh giả, cũng như đã bỏ đi tập quán phàm phu để nhận lấy đặc tính của bậc thánh. Ba là chết ở cõi này và sinh ở cõi khác. Như khi mạng chung ở cõi người và tái sinh lên cõi trời thì xả bỏ tướng đồng phần của người, đắc tướng đồng phần của trời, bốn là loại trừ các trường hợp vừa nêu. Tuy nhiên, kinh bộ không thừa nhận đồng phần là thực hữu, vì cho rằng tính đồng loại của người không thể khác với tính chất người của loài người. Hơn nữa, đồng phần không phải là nhận thức trực kiến ở thế gian, không là cái hữu sắc mà chỉ là khái niệm suy biết bằng giác huệ vì không có tác dụng riêng biệt, lại thêm không chấp nhận có đồng phần của vô tình, vì chúng vẫn có sự tương tự lẫn nhau trong một chủng loại, ví như lúa mì hoặc các loại quả có hình dáng, màu sắc giống nhau từ đầu đến cuối mà sống và chính khó thể phân biệt. Mặc dù có nhiều biện minh khác nữa về sự dị biệt lẫn nhau giữa các đồng phần hoặc giữa các quan điểm của thắng luận thì đồng phần tất yếu là thực vật tồn tại như Phật đã dạy trong Kinh Văn. Nếu nó sanh trở lại ở đây thì đồng phần loài người. Tuy vậy, điều đó không có nghĩa là có thực vật riêng biệt được gọi là đồng phần. Ví như xã hội là tên gọi của một cộng đồng có tổ chức sinh hoạt trong luật lệ với sắc thái riêng biệt mà không phải là có vật tên xã hội. Vì thế, đồng phần chính là các hành là sự dịch chuyển khi chúng sanh khởi với chủng loại như vậy thì ngay đó có khái niệm về lúa, về người, vân vân. Vào giờ học Kinh Lăng Nghiêm, Cô Tâm Nhật tiếp tục giải thích bốn loài cuối trong 12 loại chúng sinh và ba tiệm thứ. Vì thế giới này có đối đãi luân hồi, điên đạo giả dối, hòa hợp thành nhiễm, vọng tưởng ỷ nhờ vào kẻ khác, chiếm phần tư lợi của riêng mình mới tạo thành loài phi hữu sắc. Để chỉ loài không có sắc thân như loài thủy mẫu lấy tôm làm mắt. Như nghiệp báo của hạng ký sinh trùng không thân không sắc, chỉ có thể sống nhờ, còn do thế giới dẫn dụ luân hồi, điên đảo về tánh, không thấy tự tánh mà cuồng tâm theo tà tánh và chiêu dụ người theo đường tà. Hạng này tin theo bùa chú, xin loạn tưởng nên không phải loài vô sắc lại thành loài phi vô sắc. Như loài yêu chú nguyền rủa trụ ếm, lại do nơi họp vọng luân hồi điên đảo về mường tượng Hòa hợp với khác biệt, vọng tưởng xoay vòng Vì thế nên có loài phi hữu tưởng như loài tò vò Hay bắt con vật khác làm con mình trên khắp cùng thế giới Nguyên do vì không biết mọi người là thân quyến Mà loạn tưởng điên đảo, giết hại, ăn nuốt lẫn nhau Cứ thế gây nên thù quán trồng chất mỗi ngày một nhiều Mà sanh ra trong quán hại luân hồi không có lương thường đạo lý nên hòa hợp thành quái dị, trở thành các loài phi vô tưởng như chim thổ cưu và chim phá kính ôm trái cây độc làm con khi con lớn lên ăn luôn cả cha mẹ. Tất cả đều từ nơi gốc tham ái, yêu thương mà chẳng được yêu thương nên sinh lòng thù hận, oán ghét rồi sát hại lẫn nhau, cứ thế qua lại vô số kể. Thực chất lại vì yêu cái tự ngã điên cuồng mới ích kỷ, không được thỏa mãn sẽ trở nên căm hận và như thế lưu chuyển không dứt. Nguyên nhân này khiến cho sự sinh diệt diễn biến không ngừng và luân hồi vô tận. Vậy các đức nhân tham ái là rũ bỏ được khổ đau, diệt tận phiền não thì con đường an vui và hạnh phúc niết bàn liền xuất hiện. Nhờ vào sự nhận biết sáng suốt về 12 loại chúng sinh nên người tu học mới phát tâm cải sửa, tránh xa các nhân tố bất thiện và quyết tâm không gieo trồng mầm mống sinh tử thêm nữa. Nếu chưa vào chánh đạo giải thoát thì chí ít sẽ không xa đọa vào nơi đường tối khổ cảnh của những hạng chúng sinh điên đảo như thế. Từ chân tâm diệu tánh sáng tỏ mà loạn tưởng hư vọng, cộng thêm sự huân tập lâu đời nên bản lai tự tánh theo đó hiện ra nhiều cảnh giới sai biệt. Chúng sinh vì nghiệp tánh sâu nặng gồm tình, tưởng, thương, ghét, tuy mỗi loài có khác mà có đủ cả 12 loại tánh kia. Nay muốn tu chứng Tam Ma địa của Phật thì phải lập nên ba tiệm thứ nhằm gột rửa những thói quen hư vọng ấy, chuyển nhận thức sai lầm thành đúng đắn theo chánh pháp, chẳng khác gì tẩy trừ bình độc cho sạch rồi mới chứa đựng cam lồ. Con đường diệt trừ những loạn tưởng và tạo nên vô lượng công đức trải qua ba giai đoạn. Giai đoạn đầu phải tu tập loại trừ các trợ duyên là nhân bên ngoài khiến cho vọng tưởng có điều kiện tăng trưởng. Giai đoạn 2 thì người chân tu phải biết chân thật loại bỏ các gốc của chánh nhân từ bên trong. Giai đoạn 3 cần phải gia hành tinh tấn, đoạn diệt mọi căn nghiệp hiện tiền, chuyển nghiệp dụng chúng sanh thành diệu dụng của chư Phật. Trợ duyên gần nhất của chúng sinh chính là thức ăn để nuôi dưỡng thân thể vì chẳng thể tự sống nên đã dùng đến bốn phương cách ăn như nhai xé từng miếng, ăn theo cách ngửi mùi hơi, ăn bằng niệm tưởng và ăn bằng ý thức. Cho nên bước tiệm thứ đầu tiên của người cầu Tam Ma địa thì không nên dùng năm món hành, hẹ, tỏi, nén và hương cừ để tránh phát lòng dâm, không kích thích sân hận và làm thêm si mê. Người ăn năm món này nên mười phương thiên tiên xa lánh vì hôi thối chẳng đến gia hộ. Còn ma quỷ lại thường ưa thích mùi hôi này liền đến gần và liếm môi của họ sống chung với ma quỷ lâu dần nên phước đức bị hao mòn chẳng được lợi ích gì khi mạng chung thành quyến thuộc của ma lúc hết phước bị đọa vào ngục vô gián trên đường tu đạo người tu muốn thanh tịnh không nên hỗ trợ cho ma vương và tạo thêm ác nghiệp mà hãy nên dứt sạch các tạp chất của năm món này có được vậy thì tiệm thứ đầu tiên là bước tiến tinh tấn đáng kể. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ Sáu ngày 19 tháng 4 năm 2024, tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc sẽ có chương trình học như sau. Lớp chuyên khoa A Tỳ Đàm từ 5 giờ 45 đến 6 giờ 45 chiều, Thầy Huyền Châu giảng A Tỳ Đạt Ma câu xóa luận tập 4. Lớp cao đẳng từ 7 giờ đến 9 giờ tối sẽ được học câu xóa luận tập 1 do Thầy Huyền Châu giảng và Kinh Lăng Nghiêm Yếu Lược qua lời giảng của cô Tâm Nhật, lớp sơ trung đẳng từ 7 giờ đến 9 giờ tối sẽ được học kinh viên giác do cô Tâm Nhật giảng và thầy Huyền Châu giảng tập dị môn luận. Trân trọng kính mời quý vị cùng tham gia chương trình dạy và học tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc. Đồng thời kính mong tất cả học viên đến lớp đông đủ và theo dõi phần giảng để thu thập kết quả tốt nhất cũng như không phụ công sức quý báu mà quý giáo thọ đã dành cho chúng ta. Để được nghe thêm chi tiết của các bài giảng tại lớp cũng như những chương trình Hoằng pháp khác, kính mời quý vị theo dõi tại trang nhà bồ đề phật quốc .org. Các học viên nhớ kiểm tra email vào mỗi ngày để được biết chương trình học sắp tới cũng như các thông báo cần thiết. Mọi sự phát tâm tiếp nối chương trình giảng giải Phật Pháp cũng như mọi câu hỏi thắc mắc về tu học – Quý vị hãy liên lạc trực tiếp đến Thầy Huyền Châu ở số điện thoại 714-328-6087 hoặc đến với Bồ Đề Phật Quốc tọa lạc tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, California 92703. Trân trọng kính chào tạm biệt quý khán thính giả và kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.